3 bí quyết giúp kinh doanh đại lý gạo thành công. Mở đại lý gạo cần những gì? Mở đại lý gạo cần bao nhiêu vốn? Kinh nghiệm mở đại lý gạo thành công. Nếu bạn đang cần tư vấn trước khi kinh doanh đại lý gạo thì hãy tham khảo những chia sẻ hữu ích dưới đây từ anh Tạ Duy, ông chủ của chuỗi cửa hàng gạo sạch tại quận Hoàng Mai. 1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa điểm. Và lúc bắt đầu mở đại lý gạo, vấn đề đầu tiên tôi suy nghĩ tới đó là đặc điểm của thị trường xung quanh nơi mình bán. Vị trí mà tôi đặt cửa hàng là nơi có đông dân cư, vừa gần chợ lại vừa có giao thông khá thuận tiện. Sau tầm khoảng 3-4 tháng kinh doanh, tôi rút ra được kinh nghiệm mở cửa hàng bán gạo hay đại lý gạo quan trọng nhất chính là địa điểm. Nhờ nằm trong khu vực tập trung dân cư nên lượng khách hàng của tôi luôn đông và ổn định. Hơn nữa, vị trí cửa hàng thuận tiện nên nhiều khách thường ưa thích đến lấy gạo chỗ tôi hơn là các đại lý gạo khác. Theo kinh nghiệm mở cửa hàng bán gạo lâu năm thì ngoài đối tượng khách hàng chính là các hộ gia đình, một lời khuyên hữu ích của bạn nên chú ý tới nhóm khách hàng tiềm năng khác như các quán ăn, nhà hàng hoặc những cơ sở chế biến thức ăn. 2. Mở đại lý gạo cần bao nhiêu vốn? Có nên mở cửa hàng bán gạo khi ít vốn? Theo tôi, số vốn bỏ ra của bạn còn tùy thuộc vào quy mô cửa hàng là lớn hay nhỏ. Chính vì thế bạn cần xác định rõ quy mô để tránh tình trạng thiếu hụt vốn. Về nguồn hàng, bạn nên lấy từ các đại lý cấp 1 ở gần nơi kinh doanh. Có một điều mà tôi thấy nhiều chủ cửa hàng khi mới kinh doanh gạo mắc phải, đó là nhập nhiều các loại gạo về để kinh doanh nhưng lại không nắm được nhu cầu khác nhau về gạo của người tiêu dùng trên thị trường. Để tránh mắc phải sai sót này, theo tôi, bạn nên tìm hiểu những loại gạo được ưa chuộng tại khu vực xung quanh để có chiến thuật thu nhập hàng hợp lý. 3. Quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng. Bạn nên xác định cụ thể đối tượng khách hàng tiềm năng gồm những ai, thuộc độ tuổi như thế nào và có hành vi mua hàng ra sao. Một khi đã tìm được nhóm khách hàng, phương án tiếp tục tiếp xúc với họ để quảng bá sản phẩm là rất quan trọng. Một tuyệt chiêu mà tôi đã từng sử dụng khá thành công trước đây, đó là sử dụng khuyến mãi mua 10 cân tặng 1-2 cân gạo. Và kết hợp với sự kiện đó thì tôi còn mở dịch vụ giao gạo đến tận nơi bằng cách để lại số điện thoại của mình với khách hàng. Nhờ áp dụng chiến thuật khuyến mãi này và dịch vụ giao hàng mà sau đó tôi đã có một lượng khách hàng trung thành không nhỏ. Đây là một bước tiến rất đáng mừng với hoạt động kinh doanh của tôi. Một khi công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, khối lượng hàng mới nhập về liên tục, song song cùng với những hàng hóa cũ còn tồn kho sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Tôi đã từng tốn rất nhiều thời gian hàng ngày để lưu trữ các thông tin quan trọng về việc xuất nhập, số lượng hàng tồn hay các thông tin về khách hàng. Cho đến khi cảm thấy công việc này quá tốn kém thời gian và cần đến một phương pháp quản lý nhanh chóng hơn. Với những kinh nghiệm trên đây thì chúc các bạn sẽ sớm khởi nghiệp thành công. Quý vị và các bạn vừa được nghe 3 bí quyết giúp kinh doanh đại lý gạo thành công. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.